Các bạn quay trở lại với kênh Phương Nguyễn đây. Tiếp tục cái chuỗi mà anti spam antivirus đó, thì clip hôm trước phần 1 mình đã hướng dẫn các bạn là vấn đề là khái niệm về antivirus, những cái mô hình dành cho lý thuyết về các yêu cầu bảo mật cho hệ thống email chống spam, nó không chống antivirus. Thì cái phần số 3 này nè, chúng ta Phương Nguyễn sẽ chia sẻ các bạn cái implement cũng như là triển khai cái anti spam giải pháp cho trên server 16. Không, thì phần này Phương Nguyễn sẽ chia sẻ các bạn cái gì. Thứ nhất là các cái yêu cầu về giải pháp anti spam solution requirement, có nghĩa là các cái yêu cầu về giải pháp anti spam. Overview về cái spam filter feature, có nghĩa là tổng quan về cái tính năng filter lọc email spam. Rồi overchain về spam, về filter các thành phần của trang 16 spam như thế nào. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sender và receiver filter link nó là gì, hiểu về cái sender ID filter nó là cái gì, rồi hiểu về cái sender, không? What is sender reputation filtering, tức là những cái người gửi mà dạng reputation là cái gì, rồi hiểu về cái SCB, có nghĩa là spam, the spam confidence level exchange 20 shifting, không? Bạn nói tiếng Anh thì nói tiếng Anh luôn nhé các bạn, hiểu về cái chỉ số về gọi là cái độ tin tưởng về spam, phải không? Nó cũng có cái quy định đó. Rồi content filtering, what is content filtering, nó là cái gì, best practice thì rồi. Rồi chúng ta sẽ đi vào từng một. Thứ nhất là cái yêu cầu về giải pháp cho anti spam, thì cái tổ chức của bạn á là phải yêu cầu tổ chức mà chúng ta phải làm. Bữa trước chúng ta có yêu cầu từng cái giải pháp về anti virus, thì anti virus từ phải chặn từ bên ngoài, thêm nhiều lửa, nhiều lớp. Rồi anti ở phía Lion, anti ở phía Firewall, anti ở phía máy chủ trên. Bây giờ các anti spam thì chúng ta cần phải triển khai, thứ nhất là chúng ta DC encryption, tức là một giải pháp phải dễ cấu hình. Rồi protect from malware, tức là nó vẫn phải đáp ứng được bảo vệ cái malware trên trang 16 BWIN feature. Thì hôm bữa tôi cũng giới thiệu cho các bạn rồi, phiên bản 2016 bản thân nội tại các bạn cài. Đối với ROM mà server Edge thì nó sẽ có cái này rồi, có nghĩa là trên bò nó edge server bên ngoài thì nó sẽ có cái anti spam, anti malware. Còn cái bản thân các bạn hay xài á, là mail chain, chain mailbox ron thì nó sẽ bwin, nó sẽ có mailbox gọi là nó có tính năng là anti malware protection, nó mặc định nó enable. Còn đối với anti spam này này các bạn, là nó mặc định nó có, nhưng mà cái phần bwin nó chưa có cài, có nghĩa là mình phải cài đặt nó vào thì lúc đó nó mới có, tức là nó vẫn hỗ trợ mình phải cài. Chứ mặc định này nhớ mailbox, ROM mailbox chỉ có là mailbox protection, mặc định không có, và chúng ta phải enable nó, tức là hỗ trợ và chúng ta phải cài. Nó dạng giống như là đang có mà chúng ta phải install vô đó. Rồi thứ hai nữa là, thứ ba là chúng ta phải một số giải pháp về cái chain protection của 365 nè, hybrid solution, và chúng ta phải triển khai cái FTP gateway. Rồi các user phải thông báo, tức là những cái file nào mà bị virus gì đó, notify đến end user. Rồi đây là chúng ta sẽ tổng quan về cái phần mà các cái tính năng filter của anti spam. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái agent mailbox, không agent cho mailbox. Đây nó phải cho nói nè, ở example ron nó thì nó sẽ có những cái tính năng này, nó giúp chúng ta, nào thứ nhất là gì, content filtering, thứ hai là sender ID, thứ ba là sender filtering và sender reputation. Thì cái content filtering là nó sẽ căn cứ vào cái, nó lọc theo cái nội dung email, hiểu không? Tức là giống như chúng ta tạo một cái rule đó, chúng ta ở trong đó dùng mail mà nó có những cái nội dung ví dụ như là về tống tiền hoặc là ID, giống như bữa trước mình nhận rất là nhiều email về cái yêu cầu về chuyển tiền, chúng ta sẽ filter theo cái mẫu chuỗi mã hóa Bitcoin và lọc, hiểu không? Gọi là content filtering. Rồi thứ hai là sender ID. Cái sender ID này thì nó sẽ căn cứ vào đâu? Địa chỉ IP address, tức là địa chỉ IP của server gửi, đúng không? Từ một cái email nào đó chúng ta nhận. Thì nó chính xác ra cái sender ID này thì nó sẽ căn cứ vào cái receive, đúng không? Receive header. Đó, giống như cái bài mà SPS chúng ta hướng dẫn các bạn, thì sender ID này sẽ căn cứ vào cái dạng là receive header. DNS nó sẽ căn cứ vào cái SPF chúng ta. Đó, thì cái SPF nó sẽ chia ra rất là nhiều loại. Thì cái này nó dùng để, mục tiêu của SSID này là để phát hiện ra email chúng ta có phải là domain snooping hay không. Đó, thì
lúc đó nó sẽ chia ra, ví dụ như là chúng ta tùy chúng ta là SPF là ngã hoặc là gạch ngang hoặc là bypass ngã hoặc là đúng không, hoặc là gọi là neutral hoặc là soft soft fail hard fail gì đó. Thì các bạn nào muốn cụ thể thì coi lại cái video clip về SPF nha. Thì cái mục tiêu SendID là để chống domain snooping. Domain snooping là chính email của chúng ta gửi đúng domain chúng ta luôn, nó là ý nghĩa như vậy. Còn cái sender filtering á, là nó sẽ gửi bằng căn cứ vào cái header là mail from ở MTB header đó các bạn không. Thì cái bài header nó là cái gì, các bạn coi kỹ là video clip là tổng quan về email phần mà header email nha. Thì ở đây tôi sẽ nói rất là nhanh và ý nghĩa của nó. Thì cái sender filtering này á, là nó sẽ dùng là để lọc gửi, chúng ta có thể chặn ở mức là ở header, có thể là chặn là nguyên cái email đó hoặc là cái domain đó, thì nó sử dụng mail from mà chúng ta sẽ filter. À, hoặc là ví dụ chúng ta mà nhận mail rất là nhiều từ một ông nào đó, chúng ta không cần thiết filter đúng email đó hoặc domain đó, chúng ta deny. À, có nghĩa là bản chất cái chain chúng ta nó cũng có cho rất là nhiều công cụ, nếu mà các bạn nào quản trị tốt thì chúng ta sẽ không cần cái thứ bạc ti luôn, tức là chúng ta làm bằng cơm, có nghĩa là chúng ta sẽ lọc theo từng nội dung nè, lọc theo ID nè, lọc domain, chúng ta lọc lọc theo cái file. Rồi sender reputation thì nó sẽ phân tích bằng cái giao thức là analyze protocol á, là sẽ phân tích căn cứ vào các thuộc tính không categorize của cái người gửi đó, để nó sẽ thông tin là ví dụ như là số lần gửi chúng ta gửi rất là nhiều nào vô, thì mình sẽ phân tích là à thằng này gửi có nằm trong cái database mà nó bị block hay không không. Rồi tôi xanh là nó phải nổi tiếng này nó sẽ căn cứ nó đẩy vô, thì nó sẽ có những cái database nó cập nhật xuống và những cái thông tin của thằng đó nó sẽ bị ban hay không. Rồi cái action available only tức là nó là sao, những cái này nó chỉ có ở phía trên bọt thôi, còn cái này á, nó sẽ có trên bọt và có nó có luôn ở mailbox server chúng ta. Nếu mà chúng ta enable lên ở mailbox server á, mailbox server on thì chúng ta sẽ có bốn cái mà hai bốn cái filter này, hiểu chưa. Còn đối với ở bên ngoài mà chúng ta sẽ enable là content connection filtering, recipient filtering, attachment thì nó chỉ có server thôi, không có trên mailbox. Thì đây á, chúng ta sẽ cho phép chúng ta thì lock được ở mức là IP đúng không, chúng ta lock IP rồi low IP và lock một cái provider, tức là một cái nhà cung cấp nào đó luôn, lock luôn một cái list luôn, rất là rất nhiều đó. Cái này ở phiên bản 2010 nó rất là tự mình, chúng ta làm trên cái console. Còn đối với bản 2013, 2016, 2019 chúng ta sẽ làm báo sale cũng có cái phần giao diện chúng ta. Rồi recipient filtering thì nó sẽ căn cứ vào cái recipient tức là RCV2 không HTTP, thì trên đây nó sender nó căn cứ mail from đó, sender ID thì căn cứ vào cái receive không đồng để xác định domain snooping, chống domain snooping cho chúng ta chính là cái record SPF á. Rồi thích mạnh thì hôm nước thì nó căn cứ vào những cái đuôi file đính kèm không, nó sẽ lọc rồi những cái MyType là những ví dụ như là file PDF file gì đó này, cái này cũng rất là hậu rồi rất lực đó. Thì cái bản chất này tất cả các thứ bạc ti, các phần mềm mà anti spam ví dụ như của Gmail, của Barracuda họ đều định làm gì, tại vì nó có sẵn hết, nó liệt kê ra trả, nó làm sẵn cho chúng ta chỉ cần định nghĩa thôi, bản chất nó vẫn tuân thủ ra những cái này hết, tức là vẫn filter content ID CID rồi này nó làm một căn cứ cái này, hiểu chưa. Rồi các bạn nếu mà ta thấy cần có kinh nghiệm là chúng ta công ty chúng ta cần phải có những cái quy định để chúng ta hạn chế cái việc gửi mail vào, ví dụ như là đính kèm nè, tôi nói ví dụ đính kèm thì chúng ta cần phải chặn những cái email mà có đính kèm là gửi SE nè, gửi những cái file mà ransomware nè, gửi những file zip nè, gửi những cái file nào mà mình dạng mà nó có thể thực thi được không, những cái file mình list ra thì mình sẽ dùng cái rule này, hiểu chưa. Đó là những cái mình để chia sẻ quản trị cho chúng ta. Thì đây là cái các component, tức là ở Edge server nó sẽ có gì khi mà internet gửi vào nó, các bạn nhìn thấy không, thì cái phần mà ba cái phần lần này nó sẽ có chỉ có ở phần Edge server nó có, còn cái thành phần ở phía dưới dụ như là sender ID content và protocol này thì nó có ở mailbox server, thì khi mà vào thì nó sẽ đi theo kết nối ở đây, nó sẽ cho phép email allow hoặc là lock luôn IP nha. Rồi sẽ xét tới sender filtering, sender filtering là mình phía ở phía là mail from, còn recipient là sẽ là phía là RCA from, và sender ID là sẽ receive, thấy không? Receive để mình xét sender ID là domain hopping. Rồi content filtering là sẽ xét những cái nội dung. Thì nội dung này nè, nó sẽ căn cứ vào là
người gửi nó có an toàn ở Outlook hay không, rồi có vượt ngưỡng SCB threshold hay không, rồi ở vượt ngưỡng và phía dưới ngưỡng. Thì cái phần SCB này chút tôi sẽ nói rõ cho các bạn nha. Thì ở đây nè, nó rõ luôn, ví dụ như mình đây user họ có cái Outlook, Outlook lên đó, họ có thể quyền là họ add và ông này ông, chúng ta hay tại sao mail mà nó vô danh mail hoặc là nó hơi vô danh mail nhiều, thì Outlook nó sẽ định nghĩa ra chúng ta luôn và email chúng ta. Nếu chúng ta gửi spam quá ở cái chỉ số nào nó sẽ quy định đó, ví dụ như SCB nè, chúng tôi sẽ nói SCB nào vượt ngưỡng và ngoài ngưỡng, người gửi á, mình có thể đưa họ vào trust hoặc là danh sách trắng hoặc là danh sách đen, thì Outlook mình nó gọi là safe, Outlook safe không. Rồi phân tích các giao thức là text file. Rồi qua cái phần sau tôi sẽ nói kỹ cái phần SCB, tức là spam confidence level đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói kỹ về cái những cái người gửi, những recipient nó là cái gì. Thì lúc nãy tôi cũng nói rồi á, cái sender filtering tức là cái sender địa chỉ SMTP express địa chỉ, có thể là chúng ta sẽ lọc theo domain được luôn, có thể lọc nguyên cả subdomain. Rồi nó sẽ cấu hình là reject email hoặc là cấu hình đẩy xuống công ty một cái spam nào đó, có thể là forward tới ông IT admin, ông coi coi này đúng hay không. Đúng, dĩ nhiên là một số trường hợp nó có là khách hàng thật của ta sẽ duyệt, chúng ta phải duyệt bằng cơm, nó là như vậy. Và chúng ta sẽ đẩy một agent. Rồi receiver filter nó là cũng là một cái SMTP là address, và có thể cấu hình có thể là gì, reject hoặc là none accept user, hoặc xác định một cái internal nào đó, có thể cấu hình forward, nó cũng tương tự. Được chưa? Thì cái này mình cũng nói rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sender ID nè. Lúc nãy tôi nói sender ID nè. Sender ID là chúng ta có thể cấu hình làm gì? Reject, có nghĩa là những cái mail nào nó không đúng thì chúng ta reject. With issue là gì? NTD, NDR, NDR có nghĩa là None Delivery Report. Cái này nó sẽ gửi một cái báo cáo lỗi về cho người ta hoặc là gì đó, chúng ta không cần báo cáo luôn, chúng ta delete âm thầm. Đó là một cái message sender ID. Thì cái này lúc nãy tôi chia sẻ nó là cái cách mà dùng cái record là header receive header, có nghĩa nó dùng để chống domain snooping, là cái record HTTPS chúng ta sẽ sử dụng đó. Thì đây nè, chúng ta thấy không, gọi HTTP đẩy vào firewall nè, đúng đó, thì mình sẽ đẩy vào đây, còn sai ở đây sẽ drop, nó có thể reject và delete, nó là ý nghĩa là cái sender ID filter. Còn đối với những người what is sender reputation filling, nó là cái gì, nó sẽ filter ở message những cái thông tin về email nhận được từ cái người gửi, hiểu không? Và cái sử dụng một agent giao thức phân tích và cấp cho cái resolution level đó, nó sẽ dựa lên cái gì? Sender ở mở là cái RC test nào, nó sẽ kiểm tra RC test, rồi nó gửi những cái gói phân tích, cái gói hello, echo hello. Rồi tại đây thằng này sẽ dùng gì? Keyword proxy. Không, keyword nó sẽ sử dụng DNS reverse, tức là cái record là BTR đó. Rồi nó sẽ dùng phân tích những cái rating, những SCR đó. Thì cái này cũng chia sẻ hôm bữa, các bạn coi lại kỹ cái clip là Record Pointer trên cái tổng quan hệ thống email của Phương Nguyễn chia sẻ là cụ thể tại sao ông Exchange, ông Gmail không nhận mail mình khi mà ông gửi ra, là nó dùng cái này nha. Có nghĩa là những cái domain, những cái email từ cái domain nó có reputation không, có nổi tiếng không, có nhau, thì nó sử dụng là Record là một trong những cái là nó gọi hello, hello, nó hỏi có anh đúng thông tin mail server của này không, nó kiểm tra lại có đúng IP rồi đúng domain của cái ông của tổ chức chúng ta hay không là một. Rồi nó sẽ trùm cái IP đó, nó mới revert ngược lại, dùng IP phân giải lại đúng cái domain không để nó chống giả mạo email. Đó là một cách mà chúng ta xem được filtering nè. Rồi nó sẽ phân tích là mail chúng ta gửi liên tục trong một phút không, nó định nghĩa SCB là nó định nghĩa rating, mà gửi nhiều thì nó sẽ nằm trong cái level nào, từ 0 cho tới 9 không, nếu mà 89 thì coi như là lock luôn cho chúng ta, nó gọi là SCB rating. Rồi, tại đây chúng tôi sẽ nói rõ bằng SD rating. Thì nó là spam confidence level in a chain, có nghĩa là một hệ thống chain nó sẽ quy định ra một cái chỉ số là một cái ngưỡng nào đó. Ví dụ như là chúng ta gửi mail liên tục vào trong hệ thống thì nó sẽ quy định là cái này chúng ta sẽ định nghĩa theo từng mức độ. Thì cái server level nó là một cái chỉ số có giá trị từ 0 cho tới 9 nè các bạn. Thì nó sẽ quy định là ví dụ như từ 0 tới 4 là cái email đó là tin tưởng và là không có bị spam. Hiểu không? 0 tới 4 là không bị spam. Rồi thứ hai là từ 5, tại sao chúng ta email chúng ta gửi chúng ta vào danh mail, thì đây là giải thích các bạn là nó có quy định là SCB là 5, có nghĩa là cái mức level SCB nó sẽ 5, nó sẽ nảy trong cái danh mail đó. Đó là ý nghĩa nó nằm trong danh mail. Thì chúng ta sẽ, một là nếu mà chúng ta là xác định khách hàng này nó có làm ăn chúng ta hay không, thì chúng ta đưa nó vào trong cái bằng safe list outlook á, chúng ta đẩy vào trong cái
gọi là cái danh sách trắng, có nghĩa là đưa vô add một cái whitelist vô trong cái domain hoặc cái email đó thì nó ý nghĩa. Còn tại sao chúng ta vô cái danh thì nó căn cứ vào cái SCP này, domain này, hiểu chưa? Tức là nó có đảm bảo về những cái cấu hình DNS có bị spam không, có gửi nhiều không đó. Cho nên là gen nó sẽ sử dụng cái này, hoặc chúng ta định nghĩa cái này để chúng ta quy định à cái mail nào mà gửi vô nhiều quá thì nó chúng ta tự động, ví dụ như mà ông SCP mà nó bằng 5 là tôi đưa vô vẫn nhận mail nha, tức là vẫn nhận mail để cho user họ nhận, nhưng mà mình cái email của nó sẽ nằm trong cái danh mail của user, tức là hệ thống mình chuẩn cho nhận. Nhưng mà rồi bây giờ nếu mà tôi mức mà lên 6 thì tôi cảnh báo, tôi qua rằng, tức là cách ly nữa đi, tức là gửi nhiều quá tôi bị hệ thống tôi bị spam thì nó sẽ qua rằng. Còn nếu mà tôi gửi từ 7 tới 9 mà tôi đã reset thẳng luôn và tôi delete luôn, tôi không có thông báo luôn, thì đây là những cái cách mà giống như mình tự vệ của hệ thống ta định nghĩa đó. Tức là gen nó cũng rất là nhiều cái hay, chúng ta sẽ tạo những cái rule, những cái phần này và kết hợp với lại những cái bảo mật về cái reputation, lọc theo ID, lọc theo về reputation là cái SCP này, là chúng ta cũng hạn chế một phần cái spam bên ngoài. Thậm chí nếu mà các bạn nào hiểu rõ thì cũng không cần luôn cái hệ thống spam, nhưng mà cái phần mà thấy bật đi á, nó làm sẵn hết cho chúng ta luôn, ta chỉ cần khai báo nó chạy. Còn cái này thì chúng ta phải hiểu rõ, hiểu kỹ thì chúng ta mới làm những cái rule, thì lúc đó gọi là làm bằng cơm mà, chúng ta phải hiểu rõ là như vậy. Các bạn chia sẻ ha. Đó, tức là nó từ 0 tới 9, từ 0 tới 4 là nó ok nhận bình thường. Nếu mà mail lớn quá thì chúng ta sẽ tự động chủ động tùy theo mức độ nha. Chúng ta định nghĩa hẳn là giống như là một cái rule từ bên ngoài mà gửi vô hoài quá số lần gửi. Nếu mình làm một cái rule điều kiện, nếu mà SCP này lớn hơn 5 hoặc hơn 6 gì đó, không từ 6 tới đây đi, thì tôi sẽ cảnh báo là spam và đẩy xuống mail tôi để tôi coi, đẩy lên admin hay gì đó và drop. Còn 29 thì coi như delete thẳng luôn. Đó là cái cách để chống spam. Rồi content thì tôi đi lúc nãy mình cũng nói rồi đúng không? Content thì căn cứ vô những cái nội dung của email, và chúng ta sẽ cấp những cái SCP này vô cái spam containment level vào trong email. Chúng ta sẽ filter, chúng ta sẽ làm gì? Delete hoặc reject hoặc là lock email nào đó luôn nè các bạn không? Thì content này chúng ta có thể lock dựa trên cái từ khóa, dựa trên cái body ID subject á, là có đủ nó sẽ lock theo kiểu đó. Những cái email nào chúng ta sẽ qua rằng đó. Rồi nãy giờ nói rất kỹ những cái phần yêu cầu, bây giờ cái static để anh làm cái gì thì anti spam chúng ta phải lúc nào chúng ta phải định nghĩa evaluate mà phải update liên tục, tại vì hacker mà cái ông nào cũng viết ra hàng ngày mà, chúng ta phải update liên tục để chúng ta cập nhật thông tin. Thứ hai là phải giám sát cái monitor anti spam, rồi chúng ta phải cập nhật cái thông tin mới nhất về bảo mật internet, cũng như là những cái thông tin về lỗ hổng về bảo mật, giống như vừa trước chia sẻ cho các bạn rồi đó. Lỗ hổng về hệ điều hành, lỗ hổng của Agent, lỗ hổng của OS spam. Rồi dĩ nhiên là các cái hệ thống thứ ba team đã sử dụng họ update sẵn. Là update là gì? Mình mua bản quyền subscription hàng năm đó, là bản chất là nó cho phép một cái API nào đó ta kết nối tới tài khoản, ta kết nối tới cái server của họ. Nhiệm vụ của họ là cũng đi cập nhật những thông tin mới nhất về antivirus, UDM nó giống vậy đó. Thì này cũng giống như vậy đó. Hàng năm ta đăng ký lên công ty A, công ty B, tài khoản vậy, tôi mua vô như cái loại này UDM vô như antivirus, anti-malware, anti-spam, thì nó sẽ tích hợp sẵn hết cho chúng ta luôn mọi thứ. Có quyền SPF đi kim rồi quét này nọ cho cái hệ thống chúng ta. Đó là chúng ta bỏ tiền ra thì chúng ta sử dụng rất nhiều cái dịch vụ đó. Không báo cáo cho user nè, evolution cấu hình nè, multi-layer là chúng ta phải bảo mật nhiều lớp đúng không? Bên ngoài tường lửa, bên trong là một cái SMTP, bên trong là tường lửa phía server, nội bộ tường lửa phía client. Rồi cái này thì tôi nguyện cũng chia sẻ các bạn rồi. Anti-malware, anti-spam thì cái malware protection agent thì nó default enable ở mailbox server. Rồi anti-spam thì nó là những cái agent nó mặc định enable ở phần edge server trên bot. Còn default cái anti-spam nó không có enable ở trên cái mailbox server, có nghĩa là cái con server chúng ta cài mặc định là mailbox nó chạy thì các bạn không có enable đâu, chúng ta phải cài. Thì clip sau các bạn hướng dẫn cài cái đó. Rồi đây là Phương Nguyễn giới thiệu một số cái antivirus, anti-spam dành cho hệ thống chuyên dụng ở trên nha các bạn. Thì cầu bên đây là dành email secure dành cho nội bộ local, có nghĩa là on-premise.
Còn còn bên đây là một cái dạng giải pháp MTB Gateway dạng cloud based. Thì thứ nhất là Android ME, có nghĩa là chúng ta chỉ giới thiệu là Symantec Neo, tức là những cái thằng nào mà design yêu cầu phải design for Android thì có là Symantec, Snort Mail Secure Gateway, Snort Mail Android, rồi McAfee Secure, rồi có Burkai đúng không, Mail Scan Suite, Mailshop, rồi Fortimail Secure đúng không. Đây, những cái này là mình có thể cài là dạng mà software antivirus nó tích hợp. Nó là một dạng antivirus cài thẳng ở trên cái con Android chúng ta. Hiểu chưa? License nó bán theo user. Rồi nó sẽ quét email tới email lui, nó vẫn là dạng quét những tất cả email cho chúng ta được luôn. Nhưng mà cài thẳng ở trên cái con server Android chúng ta. Rồi, còn dưới đó thì nó sẽ có Fortimail là một cái thiết bị phần cứng hoặc appliance chúng ta luôn, có thể làm có thể nằm ở ngoài thay cho cái con Edge server chúng ta đó. Mà tại sao là hầu như là rất là ít người sử dụng là cái Edge server trên Edge server của mấy shop lắm, mà toàn là xài cái những cái giải pháp thứ party là cái chỗ này đó. Thứ nhất là dĩ nhiên phải bỏ tiền ra mình mua thì nó sẽ làm sẵn cho chúng ta hết, mọi thứ là họ làm sẵn và nó cứ update cái database. Khi nãy nói rồi, mua xong thì update tất cả database mới nhất về antivirus, anti spam và những cái tín hiệu mà chống tấn công do cái thằng gen này nó có sẵn cho chúng ta là như vậy. Dĩ nhiên có tiền thì cái gì cũng sướng, hầu như là ít có người xài là cái mailbox ad trên bọt lắm đó. Bakuda cũng vậy, thì hai cái ông này á, là có phần cứng nha các bạn. Mình có thể làm một cái mô hình là thay cái ad server đó, bỏ cái thiết bị phần cứng này vào đó, làm đẩy for email, nó sẽ làm một cái HTTP gateway kênh mail tới lui, thì nó vẫn tất cả mọi thứ tính năng là cái những cái thành phần luôn, như là content filtering nè, send ID nè, log domain nè, rồi reputation sender, tức là nó là một anti SQL. Thì của SQL thì nó có tất cả những cái phần agent đó của Agent. Tức là mình giới thiệu đây là lý thuyết và mình hiểu cái nguyên lý của anti spam nó chạy là như thế nào, hiểu không? Còn malware thì dễ rồi, cái anti spam nó có những cái thành phần nào và theo thứ tự, đúng không? Cái agent thì trong Agent, nếu mà chúng ta không sử dụng software này thì thứ tự của các cái agent đó nó là một trên bọn agent, và theo thứ tự từ 0, từ 1 cho tới 9, ví dụ không, thứ tự từ 1 tới 9 thì thứ tự nào mà nhỏ nhất thì có đầu tiên, có nghĩa là sẽ quét từ từ xuống và như vậy ý nghĩa. Rồi cái trở lại cái phần mà email gateway này ở dạng cloud based thì cái ông mà gọi là đánh giá số 1 là spam titan email secure protection, ông này lại gọi là trong ship mà top á, tôi có tìm hiểu là nó sẽ đứng thứ nhất. Rồi thứ hai là Avanan, thứ ba là Trusty Email. Tức là những cái người này á, nó sẽ có dạng là on-premise hoặc là dạng cloud, mà thường là cloud hết đó, cloud. Và mình khai báo những thông tin giống như 365 vậy đó, nó có cái agent protection. Rồi Minicast, rồi Barracuda Essential, có nghĩa là những cái này là mình dạng anti dạng cloud hết, mọi thứ cloud hết. Nó hỗ trợ 365 nha các bạn, cái này là chủ yếu 365 là hơi là nhiều. Rồi nó có thêm cái Microsoft Defense for Office 365 nè, đó chúng ta có thể dùng này, cái này rất là hữu hiệu nha. Đó là cái một số cái antivirus mà Phương Nguyễn chia sẻ các bạn nha. Rồi video clip này chủ yếu là giới thiệu về cơ chế anti spam, các best practice design cho Agent Server 2016, rồi các cái thành phần mà yêu cầu của anti spam ở trong Agent 2016 nó là cái gì. Thì như nãy nói rồi đó không, các cái thành filtering nè, rồi content nè, sender ID nè, rồi receiver filtering nè, vân vân. Rồi bài sau Phương Nguyễn sẽ đi vài lab thực tế cài đặt cho các bạn cái agent gọi là anti spam trên Agent Server mailbox nha các bạn. Rồi nếu các bạn cảm thấy clip này hữu ích cho các bạn thì cho Phương Nguyễn một like và một cái đăng ký kênh để theo dõi những video mới về Agent nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại những cái clip sau.